Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Betis và câu lạc bộ Barca. Đó là trận đấu bù vòng 17 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Và trận đấu này các cầu thủ Betis sẽ tiếp đón Barca trên sân nhà, và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Barca sẽ là những người định giá cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Betis với mức kèo là 0,75. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0,5 và tăng một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là G Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó. Ấn thêm cho đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần gặp nhau gần nhất của Betis và Barca thì Betis thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Barca. Năm trận thi đấu gần nhất của Betis thì Betis thắng 2 và thua 3. Năm trận thi đấu gần nhất của Barca thì Barca bất bại với 5 chiến thắng liên tiếp. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình cũng một lần nữa chọn cô đội khách Barca chấp 0,75. Hoặc là an toàn hơn thì các bạn nên lựa kèo chấp 0,5 thôi. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Barca phải đến làm khách trước một đối thủ cũng khá là mạnh và có lối đá vô cùng khó chịu là Betis. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình thì Barca vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Betis. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu ở năm lượt trận gần nhất thì Barca cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với đội chủ nhà nữa. Những lần đến làm khách trên sân của Betis trước đây thì mình thấy là Barca họ đều có quả rất là tốt. Và hiện tại thì Barca đang ở vị trí dẫn đầu bảng mà cái khoảng cách điểm số với Real hiện tại thứ hai cũng chưa mấy gọi là an toàn đâu. Ở lượt trận này gặp con mồi cũng khá là ưa thích là Betis thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Barca có thêm một chiến thắng nữa để thứ nhất là củng cố ngôi vị đầu bảng của mình. Thứ hai nữa là có thể là nới rộng cái khoảng cách với Real thêm một chút nữa. Với cái mức kèo chấp nó cũng chỉ từ một trái ra xuống, chỉ cần Barca đã đúng thực lực của mình và tận dụng tốt cơ hội có chiến thắng cách biệt một bàn trước Betis thôi thì chúng ta chọn cửa Barca, chúng ta là thắng kèo rồi. Với chiều sâu đội hình hiện tại thì mình nghĩ là với cái mức kèo thế này thì cũng không làm khó được Barca đâu. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội Barca chấp dưới một trái nha. Có thể là các bạn vào nhẹ cái chấp 0,75 thôi và đợi cho kèo chấp nó hạ còn 0,5 thì lúc đó các bạn hạ nên vào Barca vừa ý các bạn nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì mặc dù trận đấu này Betis không giá cao, tuy nhiên thì họ có điểm tựa sân nhà, cũng như là Betis cũng là một đội có thực lực và hiện tại thì đang có phong độ cũng khá là ổn. Mình nghĩ trận đấu này có thể là mặc dù Betis không thắng nhưng mà họ cũng sẽ có bàn thắng vào lưới của Barca. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có từ 3 bàn trở lên, dự đoán sẽ là 2-1 hoặc là 3-0 như vậy cho Barca. Và nào tôi tưởng mình nữa ưu tiên đá cửa tài trong này. Trận đấu này các bạn hãy là đá tài 2,75 hoặc là tài 2,5 nha. Còn nếu như tài 3 thì các bạn khoan hãy vào. Khi nào mà tài nó hạ dưới 3 thì lúc đó các bạn hãy nên vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu một trái. Thì Betis hiện tại thì họ cũng đang có phong độ ổn định mà điểm tựa sân nhà nữa, thì mình nghĩ hiệp 1 họ cũng chưa chịu thua tới Barca đâu, thậm chí là có thể là Betis là những người có bàn dẫn trước nữa. Mình đoán hiệp 1 có thể là 1-0 như vậy cho Betis hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều. Thì hiệp 1 các bạn chọn của Betis chấp, xin lỗi được chấp và đợi tài 2-1 thì vào nha. Tóm lại cho chốt kèo là chọn của Barca và đá tài ở hiệp 1 thì chọn của Betis đợi tài 2-1 thì vào, ưu tiên đánh tài hiệp 1 cho nó may. Chúc anh em may mắn nha.